chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Rạng sáng ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa câu lạc bộ SC Heerenveen và câu lạc bộ của Roda FC ở vòng 2 của Cúp Quốc gia Hà Lan đã diễn ra. Sau thời gian dài phải chờ đợi trên ghế dự bị thì cầu thủ Đoàn Văn Hậu cuối cùng cũng đã chính thức được ra sân ở đội 1 của SC Heerenveen. Anh được tung vào sân ở phút thứ 89 để thay thế cho người đồng đội là Seren Florianus. Cuối cùng thì thời khắc lịch sử được chúng ta chờ đợi cũng đã đến. Đoàn Văn Hậu được ra sân trong màu áo của Heerenveen chỉ 5 phút ngắn ngủi thôi, nhưng đây là một trong những khởi đầu tuyệt vời mở ra con đường thanh thang phía trước. Đó là phút thứ 89 tại MB Letra Stadion. Và huấn luyện viên Johnny Jackson đã ngoái nhìn về băng ghế dự bị, sau đó ra hiệu cho Văn Hậu. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng để cầu thủ người Thái Bình nhận thức được điều gì sắp xảy ra và anh bật dậy sẵn sàng hơn bao giờ hết. Đứng trên đường pitch và chờ đợi người đồng đội là Seren Florianus rời sân, có lẽ là khoảnh khắc thời gian dài nhất đối với Hậu. Cuối cùng thì Florianus cũng tiến đến, đập tay trước khi mà trao cho người đồng đội trẻ một cái ôm may mắn. Không thể đợi thêm được nữa, Hậu bắt đầu chạy trên thảm cỏ, lần đầu tiên trong một trận đấu chính thức của Heerenveen. Hậu đã chờ đợi 107 ngày, hay 15 tuần, hoặc là 3 tháng rưỡi kể từ thời điểm mà gia nhập Heerenveen để có được khoảnh khắc này. Không chỉ Hậu mà tất cả những người dân của Việt Nam cũng mong chờ, thậm chí nhiều người sẵn sàng thức vào những đêm Heerenveen suốt trong thời gian qua để có thể không bỏ lỡ được dịp trọng đại. Chàng trai 20 tuổi chính thức ra mắt, tuy hơi muộn nhưng nó đã đến và đủ khiến cho người ta phải choáng ngợp và vui sướng. Tuyển thủ của Việt Nam vào sân thay cho Florianus và chơi ở vị trí hậu vệ trái. Văn Hậu thi đấu đầy quyết tâm sau khi mà được trao cơ hội. Anh có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội khách và phải nhận thẻ vàng khi mà trận đấu bước vào phút bù giờ. Nỗ lực của Văn Hậu giúp cho đồng đội Heerenveen bảo toàn được chiến thắng 2-0 trên sân nhà, đồng nghĩa với tấm vé vào đến vòng 1/8 của Cúp Quốc gia Hà Lan. Đoàn Văn Hậu không giấu được sự vui mừng sau chiến thắng của Heerenveen. Hậu vệ sinh năm 1999 không quên lưu lại những khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp cùng với người hâm mộ tại sân của Letra. Đấu trường Cúp Quốc gia với sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ hạng dưới sẽ là nơi mà để Văn Hậu có thêm được cơ hội chứng tỏ bản thân với huấn luyện viên Jackson. Đã có rất nhiều fan hâm mộ của Hà Lan đã nán lại sau khi mà trận đấu kết thúc để có thể lưu giữ được khoảnh khắc đặc biệt này cùng với Văn Hậu và quốc kỳ Việt Nam. Với phần lớn cầu thủ thì vì vào sân ở phút thứ 89 khi mà đội nhà đang dẫn trước 2-0 trong một trận đấu thuộc mặt trận thứ yếu của Cúp Quốc gia, thường không mang nhiều ý nghĩa. Hậu và cả đất nước Việt Nam thì lại khác. Đây là thời khắc mà mang tính lịch sử không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta đã có không ít cầu thủ xuất ngoại, nhưng không ai mà lại niềm tin lớn lao như là Văn Hậu, cầu thủ trẻ tài năng, có giá trị chuyển nhượng cùng với mức lương cao nhất và quan trọng là gia nhập một giải đấu lớn ở châu Âu không theo con đường thương mại. Vào tháng trước, thì giám đốc kỹ thuật là Gary Hamza của Heerenveen đã khẳng định có niềm tin rất lớn với tiềm năng của Hậu, nhưng chúng tôi phải kiên nhẫn bởi cậu ta đến từ một nền bóng đá và đất nước xa lạ với Hà Lan. Vì vậy, cần thời gian để có thể cải thiện được bản thân cũng như là hòa nhập với môi trường mới. Bên cạnh đó thì ông cũng cho rằng Văn Hậu đang tiến rất gần hơn tới đội ngũ chính thức. Đó là lý do mà vào đầu tuần này, huấn luyện viên Johnny Jackson đã tuyên bố có lẽ không kịp để cậu ấy chơi trong năm nay, nhưng Hậu sẽ rất quan trọng với câu lạc bộ trong nửa sau của mùa giải. Tuy nhiên, có thể thấy thái độ tập luyện chăm chỉ và sự tiến bộ của Hậu đã thuyết phục được người chiến lược gia 44 tuổi. Để thay vì đợi sang năm mới thì ông quyết định giới thiệu hậu vệ trái người Việt sớm hơn dự kiến. Nên biết rằng các cầu thủ của châu Á luôn bị đánh giá thấp hơn so với các đồng nghiệp ở châu Âu hay là Nam Mỹ bởi thể lực và kỹ thuật chiến đấu cũng như là khả năng thích nghi. Ngay cả Park Ji-sung, người được ca ngợi là cầu thủ châu Á thành công nhất ở châu Âu, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu ở PSV Eindhoven của Hà Lan, để rồi liên tục bị khán giả la ó về chế giễu. Hoặc một trường hợp khác là Lee Chun-soo, mang danh thần đồng nhưng lại vẫn thất bại thảm hại ở Feyenoord. Vì vậy mà Văn Hậu lại phải càng nhẫn nhịn, tiếp tục chăm chỉ để luôn trong trạng thái sẵn sàng, sau đó thì nắm bắt cơ hội khi mà nó tới. Thật tốt khi mà anh đã vượt qua rào cản khó khăn nhất với màn ra mắt đêm thứ 3, đặc biệt đó là trận đấu mà Heerenveen giành chiến thắng 2-0 trước Roda JC. Có được sự khởi đầu thì con đường phía trước đã mở ra. Sau trận đấu thì Văn Hậu đã cởi mở chia sẻ về cảm xúc của anh khi mà có màn chào sân tại Hà Lan. Anh chàng tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan về tương lai và thể hiện được sự quyết tâm để có nhiều cơ hội ra sân hơn nữa ở đội 1 của SC Heerenveen. Tất nhiên khi em được thi đấu ở một giải bóng đá cao như thế này thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng được thi đấu nhiều hơn.
Em cũng mong muốn có nhiều cầu thủ của Việt Nam được ra nước ngoài cũng như là đến Hà Lan thi đấu nhiều hơn nữa. Vân Hậu hào hứng. Cầu thủ người Thái Bình đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực để có thể đáp lại được niềm tin yêu của hàng triệu fan Việt. Em nghĩ với những người ở Việt Nam luôn theo dõi và ủng hộ em, mọi người sẽ thấy rất vui khi mà em được ra sân. Em mong mọi người sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho em. Em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người. Rất cảm ơn mọi người. Vân Hậu cũng mong muốn thời gian tới nhận được sự quan tâm và tài trợ để phát triển được hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Em nghĩ trong thời gian tới thì có khả năng nhà tài trợ rất cao. Em sẽ phải cố gắng và cố gắng hết mình để được thi đấu nhiều hơn với các nhà tài trợ sẽ tài trợ cho câu lạc bộ, sẽ giúp mang hình ảnh của Việt Nam lan tỏa xa hơn. Vân Hậu kỳ vọng vào tương lai. Trên Facebook cá nhân thì Vân Hậu vừa cập nhật những hình ảnh của bản thân trong trận đấu chính thức đầu tiên tại Hà Lan. Anh chàng viết lời dẫn đầy kỳ vọng và lạc quan rằng phía trước là bầu trời, hy vọng trận đấu sẽ là một sự mở màn cho nhiều cơ hội khác của Vân Hậu được ra sân thi đấu, chứng tỏ được khả năng của mình. Trên fanpage chính thức của câu lạc bộ SC Heerenveen thì cũng dành riêng cho Vân Hậu một lời chúc mang ý nghĩa khi mà giấc mơ thành sự thật, một khoảnh khắc tuyệt đẹp được Vân Hậu đã có màn ra mắt ở SC Heerenveen tối nay. Không chỉ vậy, máy báo chí của Hà Lan cũng dành một sự quan tâm hết sức đặc biệt cho chàng cầu thủ sinh năm 1999. Cụ thể là tờ Fin Online, thân là Heerenveen cũng giật tít. Cuối cùng thì huấn luyện viên Jensen cũng đã lắng nghe lời kêu gọi của các cổ động viên. Vân Hậu đã có trận ra mắt với Heerenveen. Tác giả viết, Vân Hậu đã có một màn ra mắt câu lạc bộ Heerenveen trong trận đấu với Jordan FC. Tác giả viết, Vân Hậu đã có một màn ra mắt câu lạc bộ Heerenveen trong trận đấu với lại Jordan FC vào tối thứ ba. Cầu thủ người Việt Nam đã vào sân thay cho Seren Floranus ở phút thứ 89. Đây là động thái tốt của huấn luyện viên Jensen sau khi mà chứng kiến những cổ động viên kêu gọi cho Vân Hậu vào sân trong thời gian dài qua. Với những người Việt Nam thì việc Vân Hậu vào sân trong màu áo của Heerenveen thực sự là một trong những tin tức đáng chú ý trong ngày. Vào ngày 22 tháng 12, Heerenveen sẽ chạm trán với Herigo ở giải vô địch quốc gia của Hà Lan. Với những người hâm mộ đang hy vọng Vân Hậu có thể tiếp tục ra sân trong trận đấu này. Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đã từng nói, đây là bước đi nhỏ bé của một người nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại. Với Hậu, Việt Nam cũng như vậy. Chỉ 5 phút ngắn ngủi hiện diện trên sân, song đó là một bước tiến dài, khởi đầu cho những điều tuyệt vời kế tiếp. Vậy bạn nghĩ sao về sự ra mắt chỉ có 5 phút nhưng đầy sự kỳ vọng của Vân Hậu? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là biểu tượng chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mà Mr. Zero ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.